quay đầu thì đích đến luôn luôn nằm ở phía trước. Nếu mà thật sự khác nhau chắc chắn mình sẽ làm được. Mình muốn là mình có thể thay đổi được cái số phận của mình. Nếu ước mơ chúng ta vĩ đại thì không còn cái gì gọi là khó khăn nữa. Vũ đài này lớn hay nhỏ là do cái ước mơ và cái quyết định của các bạn. Chúng ta phải nuôi dưỡng cái nhân cách sống của mình. Bởi vì các bạn biết là nếu mà nói về nhân cách của con người thì rất là khó để chúng ta có thể đánh giá. Nhưng chúng ta cần phải tu dưỡng và tu dưỡng bản thân mình rất là nhiều. Các đó là người trẻ thì họ rất là thích được trải nghiệm, thích đi du lịch thế giới, thích được trải nghiệm. Tuyệt vời các bạn ơi, một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Tại vì luôn luôn hướng đội nhóm của mình đến một văn hóa 70% làm người và 30% làm kinh doanh.